Em Trang dịu dàng xin kính chào cô Thư Đào và cả nhà. Hôm nay em xin gửi tới cô và cả nhà bài thực hành ngày 21 trong chuỗi bài thực hành bí mật giàu có. Nội dung bài thực hành 21 là bạn giàu có nụ cười. Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu cho những ai đón nhận mà không làm nghèo đi những người sinh ra nó. Tôi tràn ngập tình yêu thương và giàu có nụ cười dành cho chính bản thân tôi. Mỗi ngày tôi thức dậy với một nụ cười thật tươi. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có thêm một ngày để sống. Trong suốt cả ngày, tôi cũng sẽ dành tặng cho mình những nụ cười từ tận đáy tim. Và tôi kết thúc một ngày với nụ cười mãn nguyện. Khi cầm hòn đá biết ơn trên tay, tôi biết ơn tất cả những điều tốt đẹp nhất đã đến với tôi trong ngày. Nở một nụ cười thật tươi và bước vào một giấc ngủ yên bình. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi vô cùng biết ơn và giàu có nụ cười dành cho những người bạn cùng phòng của tôi. Cảm ơn họ đã cùng tôi chia sẻ không gian sống và những câu chuyện trong cuộc sống. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi vô cùng biết ơn và giàu có nụ cười với bác bảo vệ. Cảm ơn bác đã giúp tôi trông giữ xe mỗi ngày và dắt xe giúp tôi mỗi buổi sáng. Một nụ cười và một lời cảm ơn gửi tới bác mỗi sáng, tối và bất cứ khi nào gặp mặt, giống như một lời tri ân, cảm ơn mà tôi muốn gửi tới bác. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi vô cùng hạnh phúc và giàu có nụ cười dành cho bố mẹ tôi. Biết ơn bố mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng tôi nên người. Bố mẹ là điểm tựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống của tôi. Tôi rất vui mừng khi gửi tới bố mẹ những nụ cười hạnh phúc và chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Tôi mong muốn bố mẹ sẽ luôn được vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi rất hào hứng và giàu có nụ cười dành cho em trai của tôi. Những lúc trò chuyện với em, tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng vui vẻ, lạc quan, sự đồng cảm và thấu hiểu. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi rất vui vẻ và giàu có nụ cười dành cho những đứa cháu của tôi. Những giây phút được trò chuyện, ôm ấp, nắm tay các cháu giúp tôi hoàn toàn được thả lỏng, cảm nhận niềm vui chân thành và tính cách hồn nhiên vô tư của tụi nhỏ là những giây phút vô cùng ấm áp và đáng quý. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi tràn đầy năng lượng và giàu có nụ cười với những người đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi cùng trải qua những giờ làm việc căng thẳng bằng những câu chuyện vui và những phút giây thư giãn thông qua nụ cười. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tôi tràn đầy niềm vui và giàu có nụ cười dành cho những người bạn của tôi. Được trò chuyện với họ là tôi được mở lòng, tâm sự và sẻ chia mọi điều trong cuộc sống. Có thể lâu không gặp mặt hoặc không trò chuyện thường xuyên, nhưng chúng tôi luôn dành cho nhau những tình cảm quý trọng đặc biệt và tràn đầy tình yêu thương. Họ luôn ở trong tâm trí của tôi. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Bằng tất cả tấm lòng chân thành, tôi luôn nở nụ cười thật tươi và gửi tặng niềm vui, sự thân thiện, gương mặt tươi sáng tràn đầy tình yêu của mình tới những người thầy, người cô và các bạn cùng học trong Zoom. Tôi mong muốn gửi tới họ nguồn năng lượng thiện lành và sự kết nối từ tâm. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Bằng tất cả tình yêu và lòng biết ơn, tôi giàu có nụ cười dành cho những người xa lạ hoặc những người tôi trò chuyện qua điện thoại. Tôi tin rằng dù không trực tiếp nhìn thấy nụ cười của tôi, họ cũng sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng vui tươi, nhiệt tình, thân thiện thông qua cảm xúc của tôi. Tình yêu, tình yêu, tình yêu.